Đây mọi người, test argan nhé, tinh dầu argan 100% organic nhé, rất là tốt cho việc điều trị da. Và đây là trường hợp của mình, là một trong những trường hợp về da là bị bụi mụn trong đây, rất là thâm luôn. Và sẽ test cho mọi người luôn trong cái quá trình sử dụng để mọi người biết được là cái việc trị thâm như thế nào nhé. Và ngoài cái việc trị thâm thì da mình còn rất là nhiều mụn nội tiết ở hai cái bên cằm này này đó, nên là đang kết hợp mà argan với lại bổ gan và cái chuyên trong cái mụn nội tiết ấy, thì là nó sẽ sau sau một tuần. Hôm nay là ngày 24 tháng 9, thì sau một tuần nữa thì Quỳnh sẽ review lại cho mọi người xem cái tác dụng của argan trong việc trị thâm nha mọi người nhé. Đây. Đó, mụn nội tiết rất là to và thâm luôn đấy. Đó. Hẹn mọi người sau một tuần nữa với lại việc trị thâm của argan nha.